Trời ơi nó mập nè trời ơi. Trời ơi nó mập nè anh em ơi, tôi hú già chị Vinh nha. Trời quá đã. Ồ quá trời mập anh ơi. Mập quá anh em ơi. Trời ơi. Lụm. Chúng rớt con này xiên ức rồi nó bay như ba tít vậy. Ý tôi hú anh em ơi, rớt châu cỡ nào cũng phải chết. Trời ơi nó mập nè trời. Trời ơi. Trời ơi nó mập nè anh em ơi, tôi hú già chị Vinh nha. Trời. Quá đã. Hello anh em, hôm nay lại là đi làm video cho anh em xem ha. Thì là đang trên đường đi giao hàng anh em. Rồi có hẹn với anh Đức. Đó là có hẹn với Na Thù Đức. Hai anh em đi săn ha. Đây là con tôm hú đầu tiên lại hạ nè. Hôm nay lại đi thì cũng như mọi ngày thôi anh em, với mẫu nát của loại với khổ thun 13 19 130. Rồi tiếp tục nha anh em. Hello anh em, sáng là bắn được con tôm hú nè, ông là đi giao hàng cho anh em ở dưới Duyên Hải nè. Rồi thôi giờ là tặng con tôm hú cho em nó luôn ha. Nè đâu ná đâu em. Đó quý quá anh em ơi. Anh em nào mua ná liên hệ với lại nha. Rồi vậy thôi, lại về trên cầu ngang thôi anh em ơi. Cùng nói anh em ơi. Xiên ngọt luôn anh em. Con ngói nha, bỏ nghe ức đúng chỗ ức. Và tiếp tục anh em ơi, anh em ơi nè nè đây nè đây nè ở đây con ngoài nè tới 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 rồi rồi chết tới 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 bay bay tới tới ra 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 đi quay rớt không còn nó rớt rồi rớt lụm đó à, ha. Thế mình chạy vòng đường này nên mình lụm mất tiêu dấu giờ dễ gì đây ra nè tới đi tới đi. Em hết rồi nãy kêu chạy ra chấm chống đi quay mà rớt đâu ngoài này nè anh em ơi. Đâu ta? Dạ. Yeah. Bay ghê. Nó bay ra đây nó mới rớt. Hồ quá trời mập anh ơi. Mập quá anh em ơi. Rồi tiếp tục nha, let's go anh em.
đi mà không thấy về bắn lên. Ồ đổ mau nè. Rồi bắn luôn. Đó, con cò ba đó. Cò ma dưới này nè. Đúng dịch đó. Mẹ đậu. Đúng dịch. Em bắn phải nhịn với anh Đức. Hồi xưa đi xuống lụm nó là bắn được rồi đó. Lụm đường cò nữa nha anh em. Cò này là bắn ngay đầu rồi. Nha. Rồi, let's go anh em. Tiếp tục nha. Còn mùa này thì nó anh em khổ phải bàn, nó khá là mập, tại vì cái nó đủ mồi. Rồi tiếp tục nha. Được, nó xuống nữa hả? Giăng thật ra. Ừ. Nó xuống nữa nè. Đây nè, đây nè Đức. Anh không có thấy. Trời ơi, sụt cái đầu. Viên vậy chứ nó tới rồi. Con nó ghế giảm thôi hoài nhưng mà tiếp ngựa ngà ghế cả không ngựa 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 á sụm một bé nó đón được mà ở đó con nữa kìa ba chân thôi mà biết rồi dạ. Hiểu nhau rồi còn bay nữa bay lên tới xuống rồi sạc ngang qua em làm cho nó nghiêng lên nó đâu vậy qua đây mà đó đó đưa đích nữa thấy không lạng xe qua bắn nhẹ nha anh em. Thì bay nữa tôi cũng thua mà luôn. Quá tuyệt vời. Xuống nữa đó, xuống nữa. Nhử mồi nè anh em ơi. Kìa. Tưởng nó mấy này nó cự với nó. Để nó xuống. Nó xuống đây không? Hay xuống nào? Chỗ nào cũng chết đó. Qua lụm. Trên nó kìa rồi ôi kìa ngồi lễ quá quá lụm đi qua lụm đi kìa con nhóc nó lên luôn kìa chạy chạy trời ơi chút xíu nó chết luôn rồi anh Đức thấy không chết nó nhớ tụi đó lại à ui gần quá em bắn không được ui nó né kìa anh Đức từng con nữa nha anh em con nó bay được nó quý dễ cho nhử cho xuống tay tay trúng luôn còn nó chết á té á dạ té chắc luôn té mày sấm gì kìa sạc cánh này rồi chết cặp đây nè đâu em nói à trời ơi sửa cái đầu không ai chết lầm thế con ngặn nữa
Ok. Con áo mà kia con nữa đâu anh Đức. Được 3 con luôn anh em ơi. Đó một con. Bắn bên này một con. Lại bắn nó bay bên kia con rớt bên kia này. Quá lụm luôn ấy. Đâu con máy đâu con máy. Để chạy xe quá. Sớt cái đầu lụm ngoài đi rồi anh đã hiểu tình em má cha tôi nhìn con đó cha con này em mà anh Đức ơi ơi con coi sắp bên không thấy đừng còn nữa nha anh em còn uống nước nè rồi tiếp tục anh em ơi chết vô quá tuyệt vời cò anh em ơi trúng còn không gớt nữa cố gắng làm gì gớt đi cho nổi sụm anh em ơi thấy nó yếu vô luôn rồi.